Seth's dead. The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca, who wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a potion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. District Assignment. This district, chúng ta sẽ giao cái bàn thời gian bàn giao của cái khu này cho nhỏ Cassandra. Underboss went to include the urn. Nhỏ này giống như bây giờ nó hành mấy underboss vậy. Tại chúng ta vừa giết những thằng mà underboss nãy giờ rồi. Nó sẽ, nếu mà chúng ta mỗi underboss muốn cách tìm cách để tăng cái khả năng thu nhập của chúng, nó sẽ cho bạn những cái kiểu như favor, kiểu như là sự giúp đỡ á, như là vũ khí đi, marker vehicle upgrade, kiểu là loại upgrade xe cổ, kiểu rồi dịch vụ nếu có liên quan, 6 cộng 64,000 tiền. Over shut down phone for 2 minutes. Mình đã là assign to Cassandra đi. Are we cool man? Tất nhiên rồi. Nhưng mà giờ tiền trong túi mình cũng không nhiều. Nhưng mà đây có tiền. Được có 360. Chán ghê, mỗi lần mà bạn chết một cái bạn mất cũng phải gần một nửa hơn. Cũng quá trời tiền rồi. Talk to Donovan. Ok. Vấn đề chúng ta phải kiếm cái xe cái nhẹ rồi. Chúng ta xe để đi mà, nhưng mà khó. Cái này cũng được đó chứ. Được không? Được thấy nó đẹp đẹp mà còn mưa trần, nó nhìn nó cũng sang phết đó. Hết ra những năm hồi đó. Những xe như thế này giờ xe của thượng lưu chứ. Bây giờ thì khác, nhưng mà hồi đó thì các bạn nhìn nó rất là sang luôn. Mình cũng thích đó chứ. Nhưng chúng ta cần những cái xe khác nào đó, nó hữu hiệu hơn, chạy nhanh hơn, nhìn đã hơn nhiều. Thì chúng ta đi nói chuyện với ông Donovan chứ. Cũng là cái đầu mối mọi chuyện luôn. Chúng ta vẫn chưa gặp Vito nhiều. Sau này chúng ta sẽ nhắn chung với Vito với Perk. Từ để có chuyện chúng ta dẫn chúng ta đi đâu rồi. Đầu xe dưới đường luôn chứ ngậu. Không cho đứa nào lấy được xe của anh. Muốn đi qua là phải xin phép. Come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Mới xài từ cũng ngầu à. Finest, tốt nhất. Scumbag là những thằng khốn nạn nhất. Oh yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbieri's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds, but the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri's the one who took over Point for Dunn, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery.
He thought he'd make things square with Sal, and he'd be able to get point for Dunn back. You always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. He's been spending his time in a dive bar up in Point Verdun. Duffy's, it's called. Shouldn't be too hard to find. Yo, you better be worth all this trouble. Còn bên đây thì mình đoán là chắc là Vito. Cá luôn, Vito. The man himself, Mr. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's maid. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner gave Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Vấn đề của chúng ta là mình vô tình biết được hai người này như thế nào, tại vì việc mà nó nhắc cái thằng Bird đầu tiên thì mình cũng nghĩ là cái việc thằng ở hai người thứ hai sẽ được nhắc đó chính là Vito. Tại vì thì chúng ta có hai cái người nhân vật chính sẽ giúp chúng ta sau này, chính là Vito và Bird. Và ngoài ra thì nói hai người này sẽ giống như là Cassandra của chúng ta bây giờ hiện có vậy đó. Và cái điểm chung lớn nhất mà để họ giúp chúng ta đó chính là họ có chung một kẻ thù, đó chính là thằng Marcano. Nào các bạn hãy coi cái casino mà sẽ thấy là nói, ông kêu là Marcano lẫn Vito đều ghét. Đều ghét và rất là căm thù. Marcano là đằng khác. Cho nên việc mà họ giúp chúng ta là chuyện rất là dễ dàng hơn. Không việc gì quá khó. Nếu mà để mình đi qua chỗ để coi chỗ nào gần hơn chúng ta sẽ đi trước vậy. Cassandra, Delray Hollow, Awiku, Talk to Emu. Chúng ta đi nói chuyện kìa. Ôi, thằng này tốt đằng kia. Cũng hơn là mình chọn Vito chứ. Chứ không xa, đằng kia nó xa quá. Thôi mình lại nói chuyện với Vito đây. Vito kia này là thấy trở lại phần này nó khá là đẹp trai, ngầu vãi ra luôn á. Nhìn mà kiểu mặc cái áo mà kiểu như áo dài tay á, áo lộn cái áo mà áo mà cái vạt nó dài xuống mà đội mấy ba mũ phớt lên nhìn ngầu, nhìn giống đúng nghĩa là mafia hồi đó luôn. Trong lần này cũng có nghĩa là sao là lần này Vito Scaletta là xuất hiện ngay tại chỗ này, không phải có vai trò quan trọng khá là lớn, nhưng mà có phải có một cái gì đó để ông xuất hiện ngay tại New Bordeaux. Chứ nếu mình nhớ là ngay phần trước là Vito chỉ là từ 1992 thì như ông Vito không phải sống ở đây mà sống ở chỗ khác, thì mình chỉ sợ là mình vừa có đi ngang qua mình bị bắt bởi quái tốc độ quá nhanh. Chiếc xe cảnh sát mình đưa. Mình cũng không nghĩ là tụi cảnh sát nó sẽ ghét cái tụi dưới đây cái đội đó. Phải vì tao ủ gì ghê vậy. We're partner now. Tất nhiên rồi, nhưng mà phải đi giết người của Vito hay sao vậy? Vito please. Any word about how it's going in there? How you think? Vito's taking his beating. Sao phải chịu, tao phải giết hả? Wish Greco would just let us kill a poor son of a bitch. Get over with. Nah, Greco wants to show how tough he is. Thì còn chỗ nào khác không ta? Để mình đột nhập vô chứ cái chỗ này nó hơi nguy hiểm. Phải có một cái đường phụ hay gì đó để mình đi vô chứ. Bang bang đi vô nó bắn cho vỡ đầu. Chính xác là vậy. Đúc kết kinh nghiệm từ những lần mình chơi gì ta? Hitman đó kiểu. Five Vito ông ở đâu vậy?
Có nên giết mấy đứa này không ta? Mình nghĩ trước sau gì nó cũng là partner chung với mình thì chắc cũng không nhất thiết phải giết làm gì. Thôi cứ giết đi, cho chắc ăn rồi. Kìa, cho chắc ăn thôi. Đó, này, anh xin lỗi nhưng mà anh rất tiếc. Anh đành phải làm như vậy thôi. Vô có vẻ hơi nhanh. Word come down from on high that Skeletor's out, and that means he's out. Thế thì chúng ta nên đóng cái cửa lại. Trong cái khu vàng vàng chúng ta sẽ thấy là Vito, nhưng mà càng đi chúng ta sẽ thấy nhỏ lại chứ giờ hoàn toàn không thấy gì hết. Còn phải thôi, do thám tình hình hơn thì chúng ta biết ổng ở đâu rồi. Nếu mà mình hết sáng thì chỗ này chắc là hai anh này nó sẽ ra cùng lúc luôn. Nó cần nó lái xe nó đi rồi con ơi. Nó đi lấy hàng mới ghê chứ. Ok. Đi song song với này luôn. Mình nó không biết mình ăn đây. Lấy nào, ăn lấy hết. Cho xin nhé. Vô đây. Nếu nó hiện searching giống như là tụi bên Hitman vậy ha. Thì cũng hay á. Cũng có nhiều điểm khá là tương đồng với Hitman. Và như bạn thấy là cái gameplay cũng vốn gì cũng khá là giống. Thằng này nó không biết nó quẹo trái quẹo phải nữa. Tốt hơn hết là đừng đi ngay chỗ mình đang đi. Tại vì nó sẽ cái đó là lần cuối cùng mà nó sẽ thấy mình ở đây. Một phát ngay đầu. Mình không muốn giết đồng đội nhưng mà tương lai sẽ là đồng đội chứ. Nhưng mà đành thôi. Cái này đột nhập vô nó quá mạo hiểm. Benny's Junction Fox. Mình chỉ sợ kia thấy thôi nhưng mà đúng lúc ghê luôn á, nó không thấy. Nhớ ha, công nhận của mấy thằng mafia này, công nhận cái đã thì chứ nhìn cái phong cách của tụi này á. Mặc áo vest cái kiểu rồi mũ, đội mũ fedora cái kiểu. Rồi đi thảnh thơi cầm đi thuốc lá thì gà hút cái kiểu. Bảnh đấy chứ, rất là bảnh luôn á. Sao tự nhiên đánh cái hai này biến mất luôn nha. Tự nhiên mình thấy tự nhiên mình chém hai kia cái tự nhiên hai này biến mất. Ôi Vito. Nếu mình không làm cái ông mà mặc cái đồ mình đứng thì phải là Vito. Free Vito, we are partner now. Ôi vậy là chúng ta đâu? Ủa không phải, vậy hai kia đâu phải là Vito đâu. Kẻ thù hết luôn á. Và thiệt tình là tụi nó vẫn không thấy. Mém nữa thấy. Ôi hàng chân sau lưng mà nó không thấy thiệt quá. Tại mình nghĩ cái kiểu áo mà trước hồi đó là Vito cũng hay mặc. Ôi hàng kia không thấy thiệt. Chỉ cần nó không có báo động là không thấy gì hết. Để mình sửa nhanh thằng này đi. Quá đẹp. Tội mấy chú ghê, nhưng mà anh không muốn mấy chú phải đi lạng vạng như thế này.
Vậy là nghĩ là tức là thằng hai những thằng kia nó còn đi gọi này ra đây. Ra đây em. I said we try that area. Mình thích mấy cái vụ brutal takedown này hơn nha. Kiểu như là nó đã hơn nhiều so với cầm súng mà bang bang, mặc dù mình chỉ cầm súng khi là những cái pha bắt buộc phải cầm thôi. Còn chứ thường thì không, mình không thích cho lắm. Vốn dĩ nó không có đã mà. Vì tôi đang bị bắt. Hả? Mày ngon mà ra đây, mày ngon mà ra đây. Do your fucking job and find cầm súng ra đây nói chuyện nha mày. Ủa mấy anh này băng đảng nhìn đã chứ. Má mặc đồ nhìn ngầu phết đi chứ. Lần cuối mày thấy ông Vito là bây giờ đó. Ra ông ơi. Đó, phá cửa, cứu Vito liền. Easy. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back. Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fella is in the forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. I figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. That money I fronted for the robbery was pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so I stayed. Commission wouldn't let him just kill me, so I figured I'd make that cocksucker jump through every hoop, make him prove I deserve to get whacked. It wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. Like I'd leave a fucking paper trail in my office. Eh, don't bother with that shit. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but, what are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look, pretty much whittled me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want. So goodbye, Marcano. Hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco, I'm in. Tell me about his rackets. He took over the dock union and he's got a warehouse. Yeah, there's a lot of valuable shit in there. You take both of them out. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Ok, và chúng ta đã thương lượng được với Vito. Chúng ta sẽ đi tìm ai đó tiếp theo chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thương lượng thôi. Come pick up and store your extra cat. Ooh! It's not lost if you're queuing Ash and Blood's one of radio cons. Kick back after you call her. Ok, con gái hả? Được thôi. Thích thì anh nhất. Gọi con nhỏ này thì cái này nó cất tiền cho bạn nhanh hơn. Union extortion. Cái đó còn nhiệm vụ khác rồi, nhưng chúng ta nên đi nói chuyện với công Burke trước cái đã. Để thẳng một tập luôn là mình để
Vito says you can help me get this bread of mine to a safe place. Rồi, thanh niên kia có đang tới. Cất tiền cái nhẹ nào. What can I take off your hands? Can I take off your hands? Keep this safe. Keep this safe. Yeah, man. Đúng rồi, giữ đi. Mình đỡ phải chạy về nhà, tiện dễ sợ. Yo, chúng ta có việc phải làm thôi. Rivero contraband. Activate objective. Talk to Jock. Jock's ready to trust you, but fly to the working man. I don't leave him no choice. Cái khu này gần thôi, mình nói ưu tiên mấy là cho nó gần gần chứ đã. Thì chúng ta sẽ làm mấy cái nào nó xa xôi tí. Này giờ lái xe hơi bị mệt đó. Ok. We got a deal over here. Bây giờ vô cái nào? Ở đây có cửa thôi cửa. Chúng ta cần nói chuyện. Vito said you'd be expecting me. Took you long enough. I'm Jock Blanchard. Vito claims you can unfug this mess and get us working men back on a job. Maybe. Depends if your information's any good. Used to kick up to Vito's men, Andy Toretto, for union work. But now that Coyon Greco got Andy squeezing everybody for more dues. You don't pay, you don't get a work permit. Poor fucks even gotta use Greco's loudmouth buddies to collect. This Greco sounds like a real piece of shit. You don't know the half of it. On top of that, Andy's gotta keep the permits under lock and key. Anything happens to those, oof, ain't no work happening around here. I'll see what I can get out of Toretto's people. Toretto runs a tight ship, but you should be able to get some of his guys talking. Okay. Ngon lành, you and Batman, sir, Batman. To look to Mr. Cash. Chúng ta phải đi theo cái thằng đám của Pac-Man Fury. Thì chúng ta mới lấy lại loot của tụi nó được. Select an objective check. A long-term laborer, he would rather have the dog. Junction box. Prop stick gallo. Gì đây, một đống luôn. Cái này như nhiệm vụ phụ rồi. Story mission. Cut off those abilities, sort module, some damage reunion. Này, nói chuyện như này trước đi. Mình nghĩ là mình nói chuyện đó chứ. Chắc là có công chuyện gì đó mà mình cần phải bàn qua thì chúng ta sẽ đi xử với thằng kia sau. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái đồng minh để bắn chung, giúp đỡ chung với nhau. Tony DeMarco. Ôi các bạn lái xe kỳ quá các bạn. Ồ, một khúc đó mình đang đèn đỏ mà mình vượt qua luôn. Có vẻ hơi sai luật một tí. Cái đó là quá sai luôn chứ. Nhưng không sao, không sao, không sao. Chúng ta cứ bình tĩnh là ok thôi. Cũng đâu có ai bắt mình đi đèn đỏ vượt đó. Oops. Có hơi quá. Có cái thằng gì kìa. Follow chứ thôi, follow cái thằng đó thì chúng ta đang cần phải nói chuyện với ông này chứ quá này. Giờ lại nói chuyện chứ đi. Lỡ vụ đàn cũng đã tới rồi. Vito sent me. You're Connie, right? Yup. Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole if he got to say so. Greco didn't pick Roy, and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum, mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Sounds like Greco's scrambling. Imagine Greco thought his Uncle Sal'd give him a break, but no. So he's squeezing everyone, including Roy. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some persuading, but I'll get him to talk. Hold of any Roy's guys yet? They're sure to talk if you, ask just right. Đây, nhiệm vụ đây. The story mission đây. Còn này là cái gì mình cũng không rõ nữa.
Kilroy's enforcer. Nestor activate object. Mình gần cái chỗ này nhất nè, nên mình ưu tiên thằng này trước đi. Có vẻ hai địa điểm rồi, hai địa điểm khác nhau rồi. Nhưng mà ok, xe mình đã muốn tiêu nữa rồi. Phải follow mấy thằng này hoài á. Được, mình đi ra xe cái rồi. Thời gian chơi, mấy dân chơi đợi tí. Đi mấy người từng vòng. Ups. Nếu mà bà thì chết luôn cái ghê gì. Đụng nhẹ thôi mà. Ừ, xe hoàng vàng chỉ đảo là những xe sport car, kiểu xe thể thao á. Mà phiên bản đặc biệt cái kia là lại gì. Những người kia nhìn cái ôm bụng nhìn mình quá. Ngay đây có cảnh sát nữa chứ. Nó đi rồi, đi rồi, đi rồi. Tiện, bây giờ mình sẽ xử cái đám này kia nè. Vô xử cái nhẹo đi ra luôn. Kêu, giết hết luôn. Con nào sentry cái kiểu không có một vườn nhắc luôn. Nó vẫn chưa biết mình đang ở đây. Chí ít là nó vẫn đang đi tìm mình đấy kìa. Chỉ cần mấy thằng kia nó quay mặt kêu trong á thì mình đâm thằng này là bọn tụi kia nó vẫn không biết. Chính xác là vậy. Ồ, cái nghĩa là nó vẫn không thấy, nhưng mà nó vẫn chưa làm gì hết á. Ồ, thằng kia thì có đó, thằng kia thì có đó. Ôi, nó nhìn về nó vẫn không thấy luôn. Mình cũng đang thắc mắc điều đó. Nếu bạn nào stealth check down thì các bạn hoàn toàn nó không thấy gì hết. Ủa, đúng là nó không, nhiều lúc mình cũng tự hỏi, ủa sao nó không thấy nhỉ? Vô đây em, vô đây. Đúng rồi, vô đây. Cầm bản thảo của mẹ gì nữa. Đi giết mấy thằng sentry chứ là mình không muốn nó lát nữa, hồi nó gọi đóng tới. Chị đéo kịp. What the hell was that? Kiểu mình thích giết thì phải từ từ nè, mình thích cái game này cũng nhờ cái đó. Một phát ngay cổ. Trời ơi, quá độc. Phát ngay cổ là nín khỏi gọi ai luôn chứ đừng nói. What? Shit's closed. Oops. I know where you went, asshole. Nó không thấy thiệt bà con ơi. That wasn't squat. Mém nữa là nó phát hiện rồi. Nhưng không, anh vẫn kiểm soát được mọi chuyện. Nhiều lúc nó phát hiện vậy chứ nó cũng chả làm được cái gì. Ồ, này thì sentry cho mày khỏi gọi. Rồi, thằng kia chết chắc rồi. Yo! Smackdown! Yeah man! Smackdown! Thì làm cái này làm gì đây? Bắn quá rồi. I am
Còn bên đây là làm cái gì? Junction Fox. Đi chạy qua kia coi thử coi. Chúng ta xong. Cô này quá dễ. Take down rồi. Còn cái này là ôi khó nhỉ. Nó phải màu xanh lên mới được. Mà sao có một cái là nó bị rồi ta. Đó, cái lần này nó rộng hơn tí đó. Không biết mình có cái wide shopping nào khác không? Ờ, có nè. Nó activated. Thấy mình cầm cái súng này. Mình bấm nó có cái súng bây giờ mà ta. Xem ở đâu. À đây, cái xe này đây. Thấy đậu dưới đường là hiểu xe của ai rồi. Ôi, chúng ta đã xử được xong một thằng. Contraband 12.600. Hero Enforcer. Enforcer. Chúng ta đi lên từ từ, giết từng thằng nhỏ, xong rồi lên từ từ lớn dần dần. Lớn dần chúng ta mới có cơ hội tiếp cận mấy thằng lớn nhất. Thì nó cũng y chang như những cái lập trước mà chúng ta làm. Oops, đừng có thấy em mà vô cái gì cũng bắt. Mình thấy ngại lắm đó. Mình thấy tự hỏi là sao cái gì cũng nó cũng suy nghĩ được. Nhưng mà thấy mình vừa đèn đỏ chắc nó cũng bắt luôn á ha. Mình nghĩ vậy nhưng mà không biết có phải vậy không nữa. Ok. Rốt cuộc là mấy thằng kia đang ở đâu. Ủa sao nó bên này nhỉ? Bên đây thì hiện ngay chỗ này. Nhưng mà lúc thì chạy thì là phải qua đây mới ghê chứ. Chắc là đường hầm đi xuống dưới mình nghĩ là vậy. Công nhận đúng là cái đường hầm đi xuống dưới thì biết là chỉ qua kia nhưng mà phải đi xuống dưới này mới đi qua chỗ nó. Cái wide shopping này lấy luôn. Có còn hơn không. Không, một chuyện sẽ rất là dễ dàng nếu mình gọi một cái là tự đám kia ra liền. Ok. Somebody over there. Đó, thằng này nó qua đây liền. Nhưng mà sợ thằng kia thấy quá. Nên mình kêu nó vô đây luôn. Yes, I'll try over there now. Vô đây em. Riết mà thanh niên này đi theo mình như đúng rồi á. Nó cầm nguyên cái súng nhắm luôn. Mấy thanh niên này cũng lầy thì chứ. Mà cũng rất là dễ giết. Anh làm như được chú ông chủ của chú quay rồi. Trời, nó cũng chọi được nó mới ghê chứ. Chết rồi cũng không tha được nữa. Nó cũng chịu khó nó chọi thêm phát nó ghê chứ. Mình cũng không ngờ tới mức độ vậy. Thì xử cái này luôn coi. Lên mấy đứa. Còn thấy một thanh niên đâu đây nữa. Giờ chú muốn bắn một phát làm mất luôn cái thanh kia rồi. Chán ghê. Thanh niên làm mất luôn cái giọt máu. Bắn hụt, mình chỉ cần bắn hụt một cái là nó bắn mình luôn rồi.
Ây, nhưng không sao, không sao, không sao. Chúng ta còn máu nhiều, khu này chắc cũng có để máu đâu đây thôi. Quá dễ, quá dễ. Khu này có vẻ giết dễ hơn cái khu nãy nữa. Mình thích cái vụ dẫn dắt tụi nó vô cái kiểu white tapping hết, mình thích. Ôi, như vừa chạy ngang qua đầu mình hết. Ờ, như trên đầu mình là cái khu vực mà kia lái xe bình thường mà, đâu phải là dưới đây đâu. Dưới đây chỉ có là cái khu hầm mà người ta thiết kế cũng hay á. Sự đẹp khu dưới này. Giờ mình đã hiểu tại sao nó kêu là các bạn sẽ thu thập được những cái này xung quanh khu New Bordeaux. Công nhận đúng thiệt, đúng nghĩa xung quanh mà nghĩa đen luôn á. Là nó rải rác tùm lum thứ, tùm lum mọi chỗ đó. Giờ tôi giết được nguyên đám rồi, vậy chúng ta sẽ đi tập trung vô Contraband Rob the Warehouse. Cho xong luôn. Xe mình có vẻ nhìn tàn tạ lắm mà. Cũng không hẳn là xe của mình nữa, xe ăn cắp của mình nó cũng tâm bằng. Không còn gì để nói. Nếu như cái khu này cũng được cái là nó gần chỗ nhau. Rob the Warehouse, Trees Passing. Đây chúng ta đang thăm không vào những chỗ không cho phép. Rồi là Trees Passing. Khu những khu cấm vào chúng ta vẫn vào. Đột nhập trái phép. Nói hay tiếng Việt nghĩ là vậy. Thì cần phải biết là tụi này nó đang ở đâu, cái đường vô nó nằm hướng nào. Oops, rồi mình chạy ngang vậy đó. Hay mình cũng tỉnh gớm. Một phát quá hay, vô em. Easy motherfuckers. Vợ thanh niên ngồi bàn chuyện. Biết mình có gì không ta? Hit the deck. Đó, phải không? Đó. Let's go. Over there. Shoot him. Fuck's sake. Nó đẹp liền. Nhanh gọn lẹ. Bắn ở này hả ta? Don't you know your dad? Cái này phải đập. Đó, đập, đập, anh đập hết. Tôi ù coi thằng con. Die and throw it, son. Warming him up. Hello. You never see combat. Ôi, có một thằng nữa. Có một thằng đứng chân mà mình không để ý nữa. Ôi không, nó ngồi đằng sau. Ok, xong, chúng ta khoảng, xong được cái khoảng này rồi. Hết tiền nha mấy đứa. Damage complete, man. Chúng ta đã hết rồi. Sử đẹp rồi. Lấy thêm tiền coi. Chúng ta được 6.000 mấy luôn. The Racket Boss. Destroy the Racket Boss. Ok, chúng ta có một cái khu nhỏ, chúng ta gọi được cái thằng kia ra được rồi. Tại vì nó thấy này kiểu như mình làm damage quá lớn đối với nó, là mình phải buộc nó, buộc phải ra mặt ba mặt một lời với mình thôi, chứ không là mình càng phá thêm chứ không gì hết. Phá hết bố mình, phá hết. Mở cửa cho mày ra coi. Đó, ngầu ngầu hơn buồn cầu. Có xe gì đẹp đẹp không? Xe má nhìn chán gì đâu luôn á ba. Mày lấy gì đây? Thôi khỏi đi. Chắc phòng gì đó thôi chứ mình cũng không nhất thiết cho lắm. Ta đi gọi kia có cái tiền rồi đó. Get someone out here to River Road for this cash. Sure thing, Shan. Head your way now. Đây, đây, đây. Tới rồi, xe màu vàng. Hello. Cần cất tiền cái nhẹ nào. Need to make a deposit, sugar. Keep this safe. Bonsoir. Đó, bye bye. Chúng ta có 21.000. Phải tiết kiệm tiền. Giống hệt y hệt như Gata 5 vậy. Connie DeMarco, ok, chúng ta xong rồi. Nhanh gọn lẹ. Quá đẹp. Quá đẹp cho team. Follow. Mấy này nó cứ xuất hiện ngoài nhưng mà hiện tại mình đâu có là chưa có làm tới cái phần đó, cho nên ưu tiên cái kia trước đi. Cái lần con đang kiếm một chiếc sport car lắm, con sẽ ụt cái này. Nó nhìn đã quá nhưng mà cướp giữa đường thì nhìn nó hơi quá. Giờ chiếc này lát cũng được, còn công an đứng đằng kia mình cũng đang cướp. Cướp thì cướp chỗ nào vắng vắng một tí, có lẽ mình sẽ cướp. Nhưng
đây thì các bạn mình đang suy nghĩ lại. Ok, chúng ta đã xử lý xong cái đám này các bạn, chúng ta sẽ continue để tới có nguyên đám kia. Anybody follow you? Roy is rattled, scared of Greco, terrified of you. Heard he started sleeping at the warehouse, the only place he feels safe. Good. Means I have an easier time getting my hands on him. Once he's taken care of, we'll move in. Vito will turn things around. You'll see. Confront Roy Tibidos. Chuyện nhỏ. Anh đến đây. Ngầu. Chúng ta xử xong chúng ta sẽ còn cái phần đỏ nữa để chúng ta xử nốt từ cái còn lại. Đây mới một phần bắt đầu thôi. Hình như lái lộn địa chỉ rồi. Lái phải đi về trái khi mình đi đường bên kia. Cái khúc này phải lên cầu luôn. Đây chúng ta coi chúng ta bố này có việc đi. Cũng hơn mình cũng chưa để cho tụi nó gọi sentry lần nào cũng sẽ tiện hơn, lúc là mình đánh mấy hàng này sẽ không bị, mà mình nghĩ là mình sẽ thu phục hơn, không biết đâu cái mục đích cứ dành mọi người. Nếu mình muốn kiếm tiền nhiều hơn thì mình nên làm như thế, và mình không muốn bị cảnh sát dòng nó cái nào. Mình hơi phiền cứ dòng nó lấy giáp ra. Watch how you driving, man. Ô này mình vừa mới thấy chỗ này có giáp đó. Thôi khỏi đi. Thì cũng không cần đâu. Chơi chay luôn, vô quốc luôn. Sợ mẹ gì? What's the over under on Greco? Sợ thiệt, cái này sợ thiệt. It's good odds if we keep losing money and merchandise like we've been. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Old boys are paper pusher. This kind of thing's good for fellas like us. What? Battlefield promotions come a lot quicker. Shit. Better get a closer look. You should worry about that. Để gọi từng hàng ra để mình xử lý vậy đó. Ra đây luôn. I ain't giving up that easy. Quá đẹp. Không nào thấy, chưa thằng nào thấy. Mình cần phải giết những thằng này chúng ta mới có đường vô để đánh được. Mình không muốn bị sniper boy ha. Trên kia vị trí đây mình có thể sniper được. Nhưng mà mình có nghĩ là chúng ta còn một cái súng giảm thanh hay gì đó, các bạn sẽ hay hơn, hợp lý hơn. Này đi chill out quá ta. Chill out mày. Nhìn xác này vứt đây các bạn hơi kỳ. Cất xác nó sang những chỗ khác thì nghe nó đỡ hơn. Đó, vậy đi. Sợ mày khác thấy rồi giống gì vậy? Này còn đỡ nha, đỡ hơn cái thằng bên Hitman nhiều. Hitman thậm chí là các bạn có thể bị phát hiện nếu như là các bạn nó làm rơi cái súng gì đó. Mà bên này nó khá là dễ. Bằng cách giết mà các bạn nó vẫn không để ý, là các bạn vừa con thằng nó bị giết ngay trước mặt nó vẫn không để ý. Hay hơi khó hiểu điều đó. Mình nghĩ là mình đang giết cái thằng mà ngay trước mặt ở dưới chứ đi. Hai thằng này có một thằng sentry, một thằng trên kia chắc không thấy. Đó ngay xuống. I have a pen. Huh? Who the fuck is that? Nó sẽ vô lại nè. Tại nó nghe tiếng của mình nè. Một phát ngay mặt cho nó máu xịt ghê vật lờ. Đút đầu vô bồn cầu. Đút vô bồn cầu luôn rồi. Này chưa kịp gọi mày hết. Anh dễ gì anh cho mày gọi. Ủa sao chỗ này làm sao anh thấy được? Somebody was here, but they're gone now. Cao lắm chứ, trên lầu nó mới thấy được, sao mà chỗ này nó
Nãy nhìn xuyên tường mà nó còn không thấy được nữa mà. Đó, kêu Sentry này xuống cái đã. Này có vẻ lâu. Sẽ khá là lâu đó. Để cho đi bộ xuống đây. Cái này tiêu cơm vậy á. Đi phải đi giảm cân, đi từ từ, chill out, kiểu mà nó không quan tâm là mình vừa mới hít sáo luôn á. Thanh niên đứng đi bộ tập thể dục vậy ba. Đi nhẹ nhàng dễ sợ. Đi không quan tâm mẹ vậy, đi giống như là đang buồn ngủ vậy. Để mình giết cái thằng này ra. Who the fuck is that? Tôi vẫn chưa thấy. Rồi, để mình kêu thằng này ra cái đó. Tới đây em, tới đây. Oh, khu này thì không rồi đó nhé. Ui, mà có một thằng sentry sau lưng ghê chứ. Mém nữa là... What the fuck? Sentry alert nhưng mà hình như nó chưa gọi là đâu có đứa nào tới được đâu. Nó phải gọi thì mình mới gọi là tính chứ ta. Chứ giờ mình mới đục được nó nhưng mà nó chưa kịp gọi mà. Hồi nãy mình còn thấy nó lúc mà là phần khúc lúc nãy mình đi tới chỗ kia nó rồi. Mình cầm điện thoại lên nó gọi thì mình mới tính là tụi kia nó đã... Cái này thì chưa, mình mới đu là thấy ảo ảo rồi. Sao càng lúc mình càng lúc thích cái game này ta. Đảo quá ta. Thằng kia cũng không biết gì này sẽ ra. Hay thật. Thậm chí mình đưa vừa mới chạy qua mặt nó đâu cũng thấy luôn. All clear over here. Nói chung là đâm ra quá dễ luôn. Nhưng mà sẽ càng lúc nó càng ra nhiều thằng ta. Sniper boy. Sẽ có những chỗ mà để các bạn sniper được. Này vẫn chưa tốn viên đạn nè. Cái bài game này mình khá là stealth được luôn á chứ. Vẫn đang có thằng dưới kia cái những ba đứa. Hả? Look who I found. Đó sự quá đẹp. Có những thằng thì các bạn vẫn cứ nên căng đét. Xuống mày. Giờ mày nói sao? Nghe là tao. Sure I do. Mày sao? Sure I do, man. Ủa mình đâu muốn giết nó đâu. Mình muốn thu thập. Được hay. Cái này mà tính điểm mà mình không để bị phát hiện là chắc tiền cũng nhiều lắm ha. His what Conan arm back up. Oh yeah. Need you guys to secure the smuggling operation at the warehouse. Nice work. Those Finooks never should have fucked with me. I'll send some of my crew. You take the Dock Union back, and then fuck Greco will be done.
Today, I'm sure the file on Vito's skelet is about 3 feet thick, but that wasn't always the case. Hoover didn't even acknowledge the Mafia existed until 1957, so we weren't really keeping tabs on guys like Vittorio Scaletta till after that. Now, we know he served in World War II and did a 6-year stint in prison for theft and illegal distribution of federal rations. It's generally believed he was a made member of the Falcone family in Empire Bay, though he's also a suspect in the death of Don Carlo Falcone. Now, if he did kill the Don, Vito must have had friends in high places because he was allowed to live. He was exiled, though, and forced to relocate down here, and the commission convinced Sal Marcano to make Vito a lieutenant and give him some rackets.